Dạ em Hương miền Tây xin kính chào cô chú anh chị đang xem trên kênh của em một buổi trưa vui vẻ nha cô chú anh chị. Giờ em giặt đồ cho bà cụ. Khải quá. Đã quên xả nước trước. Cái này là tại ngày hôm qua một bộ nè. Giờ nãy giờ qua không hai bộ ba bộ gì nè. Cái áo phát này em mới giặt á mà bà đái ngày nay bà đái ướt á. Ngày hôm qua già ghê bố đứng ngoài nắng cào cũng ngá thở luôn. Càng dơ quá phải không? Đúng rồi, tại nó dơ với lại nước đái của bà đó. Còn mấy cái đồ này thì nó chỉ có nước đái thôi chứ nói chung bà cũng không có la lết nên không có dơ mấy. Thì mình mới thay nãy nè. Ừ, giờ sơ lại thôi. Nói chung chỉ giặt sạch cái cái cho bà thôi chứ cũng không có dơ gì. Ừ. Mấy bữa đồ dơ nha anh. Mấy bữa đồ dơ kinh khủng luôn á. Kiểu bà la lết ở dưới đất rồi cái nhà không có lau á. Nó giặt, em nói anh giặt mà cái nước hen nó đen thui thù lùi luôn á. Cái máy đâu 15 ngàn của bà họ nhớ nhắc em đem vô. Đem rồi mai bán tiền chứ coi đâu. Chị Linh thấy chứ. Bà hết tiền nữa nên chị Linh cho 100 ngàn. Cho bà bỏ túi đi chứ. Đồ ăn đồ uống rồi thì chị Linh gửi cho mình làm hết mua rồi. Em quay vậy chứ tới chiều về em mới đăng nữa. Chứ đâu có đủ mạng đâu đăng anh. Anh không quay clip nữa. Làm miếng quá. bị mất hình lên clip là làm biết quay. Có khán giả kêu là mua cái rèm cửa cho bà tại vì nắng á. Nắng thì bà chói nhưng mà khán giả coi thì khán giả mua cho bà thì mua chứ mình đâu có dám nói. Mỗi tài. Mấy bữa em giặt em cũng để cái máy vậy đó. Nó gần quá không có tốt, phải xa xa một xíu nữa nhưng mà nó gần quá. Vậy chứ ông làm cây xào đậu mà nó cũng nắng ngon cái bộ. Hai ngày em mới qua em tắm cho bà. Tại bữa trước em tắm á, cái qua làm gì ta sợ tắm gì hết. Có qua cái bà làm bộ bà bệnh, bà mệt vậy thì em phải chạy mua thuốc cho uống. Uống thuốc xong cái cho ăn cơm. Mày mới đi mày bán buôn gì được trời ơi. Sáng bắt mắt ra thì má kêu là anh biết 2-3 giờ là đầu đi pha cà phê cho bả. 2-3 giờ đêm nha, pha cà phê xong ra ngồi đó với bả tới sáng bắt đầu nấu đồ ăn. Nấu đâu có nhiều đâu anh, một cái một chút mà 4-5 món. Đậu que xào, đậu que luộc, ủ qua kho gì tè le hột me hết trơn á, không có nhiều cái chút gì đó mà phải làm cho một mớ. Mà bà cứ nói mình sao mày không đi buôn bán, mày ở nhà đi. Đây, hai nửa tứ cây này như vậy. Hả? Hai nửa tứ cây này như cái thu lũ hả?
cũng mới xả cái hồ nước mới được vậy chứ. Để nó giặt. Hả? Cái củ để nó giặt đó, biết rồi. Để đi xả mà. Để nó luôn cho bà ăn cơm đi chú. Thấy tô xớt cơm cho bà đi. Cái này có nút nằm ngưng không? Có hả? Ở trên đó. Nút trắng hay là nút nào nút? Giờ thì bấm tắt luôn chứ đâu có nút nào đâu. Bao nhiêu phút rồi? 7:33 phút rồi. 8 phút rồi tắt luôn. Ồ, nói giật đầu không? Nói giật đầu không lên hết lít cho được. Tạm ngưng đi. Tạm ngưng đi cái tạm ngưng lúc nào? Nè. À, bấm đây phải không? Ừ. À dạ cô chú anh chị. Ô thù. Em cũng đã giặt đồ cho bà xong ha. Rồi. À, chú cũng cho bà ăn cơm rồi nha cô chú anh chị. Bà no chứ bà? No ha. Hết lắm nhè mát không? Ừ. Bà lấy cái tay bà ra coi. Bà ơi. À, chị Linh á. Chị Linh ở bên Úc á, chị có gửi cho bà 100.000. Đó chết. Chú con quên mười mấy ngàn ngoài nghe cái hồ chú ra chú lấy giùm con. À, chị Linh á bên Úc á chị có gửi cho bà, gửi cho vợ chồng 15 mét. À, cho bà 100.000 để bà bỏ túi ha. Nè bà, bà có muốn nói gì không? Có cảm ơn không? À là chị Linh chỉ cho bà để bà bỏ túi ha, bà có ha. Dạ bà cầm tiền lên con đi bà. À rồi, à, giờ con làm xong rồi, giờ con đi về ha. Ừ. À, dạ cô chú anh chị, cơm nước thì em cũng đã có mua cho bà rồi nha. Đây, cơm em mua cho bà ha, cơm khô với canh chua nha cô chú anh chị. À, và đây là cái này là phở của cái cô ở bên đây cổ mua, à, với canh đu đủ cổ đem qua cổ cho ha. À chú ơi, cái canh đu đủ này là một lát chú ăn đi, để chiều nó thiêu nha. Lát chú đổ ra chú ăn đi. À, dạ cô chú anh chị, em cũng đã xong rồi nha cô chú anh chị. À chú qua anh đây em coi. À, dạ em cũng xin kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị thấy xem kênh hay và có ý nghĩa thì cho em xin một like, một đăng ký kênh ha. À, dạ em xin chào cô chú anh chị và em xin hẹn gặp lại, chúc cô chú anh chị một buổi trưa bình an và ấm áp ha. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại.